Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể quý chị quay trở lại với YouTube Thiên Định TV. Và hiện tại đây Thiên Định đang có mặt tại trục đường 52m, đại lộ trục chính tại dự án Vinomotion Park Gia Lâm. Bên trái của chúng ta chính là tòa nhà Technopark, vịch lên đây là tòa nhà S218, S217, S215 và S212. Trục đường này trục đường đại lộ chính có chiều rộng là 52m, thì xuyên thẳng và sau này kết nối từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng đi xuống, thì cái trục đường 52m này sẽ là cái trục giao thông huyết mạch để chúng ta có thể đi vào dự án Vinomotion Park. Thì hôm nay đây video này Thiên Định sẽ xin phép được đi vào trong đảo Ngọc Trai luôn chị nhá. Đi vào trong đảo Ngọc Trai chia sẻ cũng như không gian cảnh quan bên trong đảo Ngọc Trai để cô chị chúng ta có thể là thấy được cái không gian cảnh quan trong thời điểm hiện tại chặng đảo Ngọc Trai bây giờ nó cực kỳ đẹp và nó đẹp như nào, cho nên chúng ta hãy cùng Thiên Định đi tham quan trải nghiệm nha. Đây, chúng ta đi tới đây là bộ binh S212 và cái khu vực thấp tầng đầu tiên chúng ta bắt gặp là bên tay phải chúng ta đây chính là san hô 16 của phân khu san hô, đúng không ạ? Bên tay trái là dự án Mastery Wonderful. Thiên Định phải khẳng định một điều cô chú chị chúng ta là chắc chắn trong thời gian tới sẽ không bao giờ có một cái dự án đẹp sánh được với dự án Vinhomotion Park. Để mà có được một cái dự án đẹp tiện ích nó đầy đủ như thế này đúng là phải nói là không thể luôn. Tại vì sao, làm sao cái dự án nào mà có trường học nằm trong dự án, bệnh viện đa khoa quốc tế nằm trong dự án, biển hồ nằm trong dự án, biển nước mặn nằm trong dự án, trung tâm thương mại nằm trong dự án đấy, rồi Vinpearl Land, rồi Safari, rồi khu bảo tồn động vật đấy, rồi hệ thống cây xanh, nói chung là quá đẳng cấp của anh chị ạ. Để mà tìm được một cái dự án đặc biệt như này nữa thì chắc chắn thứ nhất là quỹ đất không còn, thứ hai là đến bây giờ chủ đầu tư Vingroup cũng không phải là tập trung triển khai mạnh về cái lĩnh vực bất động sản nữa, mà bây giờ đang chuyển sang cái một cái xu hướng đầu tư mới, đó là về về công nghệ, đó là ô tô, đúng không ạ? Ô tô rồi tương lai là sẽ là hàng không. Còn thực ra là bất động sản là cái bước tiền đề. Bây giờ Bắc Vượng đã hầu như đã dần dần đang chuyển qua một cái hướng đầu tư mới rồi. Thì chắc chắn là khu khu đô thị Vinomotion Park là một cái khu đô thị kiểu mẫu và nó là duy nhất và nó là đặc biệt nhất. Cô chú chị ạ. Ok, chúng ta vào bên phải của chúng ta đây là Thiên Định sẽ đi vào trong vườn hoa trước nhá. Vườn hoa trung tâm đây. Đây là vườn hoa Ngọc Trai 6 này. Một khu đô thị yên bình, một khu đô thị nói chung đẳng cấp. Đấy. Hôm nào cũng đi qua đây là đi qua nhà Hùng Dũng này, xe con Ngọc Trai 674, nhà Hùng Dũng đang ở đây cô chú chị ạ. Cầu tứ Hùng Dũng. Đấy, hôm nào đi qua vườn hoa cũng cũng ghé qua nhà Hùng Dũng. Đấy, rất nhiều ở cái dãy Ngọc Trai 06 mà cái đoạn view vườn hoa này hiện tại Thiên Định đang có hai ba căn đang chuyển nhượng cô chú nhá. Ba căn đang chuyển nhượng, loại liền kề 70,8 m, xây dựng là 66 m vuông một sàn nhân với 3 4 tầng một tum, đúng không ạ? Hướng đông nam. Mặt tiền là 5,9 m, hiện tại đang có hai căn chuyển nhượng, giá của nó đang là 15 tỷ 15 và là 15,5 tỷ luôn chị nhá, bao phí toàn bộ. Đấy. Đây là Ngọc Trai 07. Thì nếu quý anh chị ta quan tâm đến cái dòng sản phẩm view vườn hoa này thì Thiên Định có sẵn hàng luôn. Nếu như không view vườn hoa mà cái đoạn Ngọc Trai 6 bên cái đoạn bên kia mà không view vườn hoa thì Thiên Định cũng đang có một căn đang bán với giá là 10 11,6 tỷ rồi chị nhá. Một mức giá cực kỳ hợp lý luôn. Cô chú thấy không ạ? Một căn không view vườn hoa và một căn không view và view vườn hoa, hai căn nó chỉ khác nhau về vị trí thôi, giá đã chênh nhau mất mấy tỷ rồi. Dã man không cô chị. Đấy. Đây không gian cảnh quan biển hồ, những cái căn biệt thự có đẹp không cô chị? Rất là đẹp luôn. Nói chung là
những cái hình ảnh mê mẩn luôn, cực kỳ đẹp trong Đảo Ngọc Trai. Đúng là sau này đúng là chúng ta có tiền mà bỏ chúng ta vào đây chúng ta ở thì rất cực kỳ giá trị luôn. Phải khẳng định với cô chú chúng ta một điều là người giàu sau này sẽ ở đâu, người có tiền ở Việt Nam mình sau này sẽ ở đâu, ở Hà Nội sau này sẽ ở đâu để mà khẳng định đẳng cấp sống và cái môi trường đẳng cấp sinh sống thực sự là nó sẽ ở đâu, đúng không ạ? Chắc chắn nó chỉ có Vinhome Ocean Park, mà trong Vinhome Ocean Park ở đâu sẽ là đặc biệt, ở đâu sẽ là tuyệt vời, ở đâu sẽ là đẳng cấp nhất và ở đâu sẽ là an toàn nhất, đó chính là Đảo Ngọc Trai của chị ạ. Đây, của chị chúng ta có thể hình dung được là những cái khung cảnh vườn hoa, bể bơi, buổi chiều chúng ta ra bơi, chúng ta ra tập đá bóng, chúng ta con cái của chúng ta thì vui chơi vui chơi ở khu vườn hoa, vui chơi ở khu 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 giải trí cầu trượt đấy, bố mẹ thì ra bơi, bơi xong chiều đi về nhà, bơi xong vào tắm rửa xong đi về, mà ngay cạnh nhà mình có khi còn gọi là đi về nhà mình tắm rửa luôn. Nói chung là những cái tiện ích, những cái gì đấy nó là tuyệt vời. Trong đầu chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ của anh chị ạ, chúng thiền định luôn luôn phải suy nghĩ về những cái gì mình mong muốn đạt được ấy đấy. Ví dụ như là mình mong muốn đạt được những cái gì thì mình suy nghĩ trong đầu, à mình tưởng tượng ra những cái tuyệt vời đấy. Nhưng mà đúng là đây là những cái gì nó giống như ở trong 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 mơ rồi đấy. Cô chú anh chị chúng ta ở trong một cái môi trường như này, nó giống như không khác gì là một trong những cái môi trường nó đẳng cấp nhất Việt Nam rồi. Ở Vinhome Ocean Park mà ở trong một cái đảo mà lại có một cái hồ nó to như này, tiện ích nó đầy đủ như này thì đúng là nó không có cái chỗ nào có thể đẳng cấp hơn. Khẳng định một điều với anh chị là như vậy, đúng không ạ? Mà đặc biệt là nếu như anh chị chúng ta mà là người xài người ở ở Hải Phòng hay là Quảng Ninh hay Hải Dương, Hưng Yên thì đúng là ở đây là cực kỳ tiện, tại vì bây giờ lên xuống cao tốc thì chỉ trong vòng nút nhạc thôi, đi cực kỳ nhanh, đúng không ạ? Đi rất là nhanh luôn, nếu cao tốc mà mở xong thì cực kỳ đi rất là nhanh luôn. Đấy. Ở đây là Ngọc Trai 2. Ngọc Trai 2002 thì hiện tại giá của nó đang rơi tầm khoảng 29 tỷ một căn của chị nhá. 29 tỷ một căn. Ngọc Trai 2002. 183,6 m hướng Tây Bắc. Mặt tiền 10,2 m, xây dựng là 103,8 m. Còn những cái căn mà Đông Nam 151 m ấy thì hiện tại cũng đang có giá tầm khoảng 25 tỷ của chị nhá, 25 tỷ. Căn Đông Nam 151 m. Ở Ngọc Trai 02 thì rất nhiều căn đã ở về ở đấy, những cái căn mà đã có xe ô tô như này hầu như là đang về ở và đang sinh sống ở trong này rồi. Cô chú anh chị chúng ta thấy cái không gian cảnh quan như này thì một cái khu đô thị như này trong vòng 3 năm mà đến thời điểm này giá cả của nó so sánh thì với cái mức giá hiện tại nó là loanh quanh tổng khoảng 130 đến 100 130 triệu một mét, 140 triệu một mét. Mức giá vẫn còn đang 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 vẫn rất hợp lý của chị. Nó cũng đã tăng rồi. Nhưng mà so với cái tình hình mức giá cái thời điểm ban đầu chủ đầu tư làm giá thì hầu như cái lúc đấy ấy, thì mọi người cũng phải hiểu là lúc đấy chưa có một cái khu đô thị nào đẳng cấp mà nó lại ở xa cái nội thành như cái kiểu như này. Lúc đấy là khu đô thị ví dụ như là thời điểm như là ở bên Vinhome Green Bay hay là Vinhome Hàm Nghi, Vinhome Gardenia đấy thì là những cái khu đô thị đấy là những cái khu đô thị cũng có tập đoàn Vingroup nhưng mà nó đa số là nó nằm ở những cái trung tâm, những cái vị trí rất là đẹp. Còn ở Vinhome Ocean Park này là vị trí của nó ở bên quận Gia Lâm, ở bên huyện Gia Lâm đấy, một cái khu đô thị khá là xa xôi, tính thời điểm mở bán đấy nó là rất là xa xôi, xa so với mọi người. Lúc đấy mọi người cứ 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 nghĩ là ở đây là một cái khu vực xa thì lúc đấy là khu đô thị này sẽ ít người tới, nhưng mà để đến thời điểm này thì kết nối giao thông thuận lợi này, tiện ích lên đẳng cấp này thì cái lúc bây giờ ấy thì mọi người lại đang thấy được là à cái mức giá lúc đấy bán nó rẻ quá đấy, và Thiên Định cũng thấy được là lúc đấy chủ đầu tư bán ra cái mức giá rẻ quá của như chị ạ. Đây, ở đây là những cái căn mà mặt hồ này, mặt hồ đây là những cái căn đắt nhất nha, đây là những cái căn dọc trục này là những cái căn đắt nhất hiện tại tại dự án Vinhome Ocean Park, là những căn view hồ, đây view trực diện hồ 24,5 hecta, đây quý chị nhá, những cái căn này là những căn 306 m đấy, những căn đơn lập mặt hồ 306 m và giá hiện tại của nó đang rơi tầm khoảng 80 tỷ một căn quý chị nhá. Và giá của cái bước giá của những cái căn này nó tăng lên cũng khá là đột biến trong thời điểm vừa rồi,
nó nằm ở cái vị trí giá đầu tiên của nó loanh quanh tầm khoảng từ 50 đến 55 tỷ, và nó đột biến lên chỉ trong vòng tháng 1 2 tháng vừa rồi thôi là nó nhảy lên đến 65 đến 70 và 75 đến 80. Nó chỉ trong vòng khoảng thời gian nó rất là ngắn của chị nhá. Đấy, nó nhảy lên rất ngắn tại vì số lượng căn rất ít, tại vì cả cái dọc trục này nó có đúng 14 căn, trừ 2 căn đầu góc thì nó còn 12 căn. Đấy, và giá hiện tại của nó đang dao động là 80 tỷ một căn, và tương lai chắc chắn là không bao giờ có cái mức giá này nữa. Đấy, nhẹ nhàng chắc chắn trong vài ba năm tới nó sẽ là tầm khoảng 150 tỷ một căn là chuyện bình thường, gấp đôi là chuyện bình thường luôn, tại vì hàng limited, hàng hàng mà để mà lúc đấy 10 12 ông nghìn tỷ đi mua thì không có ông nào bán, thì chắc chắn giá nó phải đội lên rất là cao thôi. Lúc đấy là có tiền cũng không mua được của anh chị ạ. Đấy, vị trí của anh chị chúng ta thấy không, view hồ rất là đẹp luôn, cảnh quan thì đúng là không phải khen chứ. Thiên Định chưa thấy một khu đô thị nào nó đẹp như Vinhome Ocean Park. Thiên Định đã đi rất là nhiều rồi, Thiên Định cũng bán Vinhome Riverside rồi, lăn lộn Vinhome Riverside 8 năm rồi đúng không ạ, rồi sang Shibuya rồi Green Bay rồi rồi Hàm Nghi rồi đấy, rất nhiều. Thiên Định bán tất cả những cái dự án thấp tầng từ năm 2012 13 đến bây giờ. Đấy, dự án nào Thiên Định cũng bán. Nhưng mà Thiên Định chưa bao giờ thấy tâm huyết, và Thiên Định xác định luôn cái dự án Vinhomes Ocean Park Thiên Định sẽ gắn bó ít nhất là 20 đến 30 năm, coi như là hết cả cuộc đời của mình ở vị dự án Vinhomes Ocean Park luôn quý anh chị nhá. Đấy, Thiên Định sẽ gắn bó với cái dự án này. Gắn bó tại vì thứ nhất là nhà Thiên Định cũng ở đây, nhà Thiên Định gần đây, nhà nhà mẹ nhà vợ Thiên Định cũng gần đây. Đúng không ạ? Và Thiên Định nhà bây giờ cũng gần đây. Rồi ở trong đây thì gọi là lại rất nhiều các cô chú anh chị rồi bạn bè thân thiết của Thiên Định lại ở trong đây rất là nhiều. Đấy, coi như ở đây mình không có cái lý do gì mà mình lại lại không có không làm và không ở và không làm việc trong một cái khu đô thị nó đẳng cấp như này cả. Đấy, không có cái lý do gì mà có thể đi đâu được cả. Tại vì một cái môi trường sống và làm việc nó quá là tuyệt vời đi rồi. Đúng không ạ? Thì chắc chắn cái khu đô thị này là điểm đến và là cái điểm kết thúc, và là cái điểm mấu chốt cuối cùng mà sau này Thiên Định cùng với gia đình của mình, người thân của mình sẽ ở ở trong cái khu đô thị này. Đó là cái điều khẳng định của Thiên Định luôn. Thiên Định không sẽ không không đi đâu ngoài Vinhome Ocean Park của chị nhá. Đấy. Cho nên cô chú anh chị chúng ta phải hiểu được là Thiên Định bây giờ Thiên Định cực kỳ tâm huyết, rất tâm huyết với dự án luôn. Đấy. Mình thấy gọi là mình thấy mình một ngày mình không ra dự án là mình thấy mình ngứa ngáy chân tay rồi. Mình một ngày mình không ra mình ngắm biệt thự, mình ra mình quay biệt thự, mình ra mình đi lượn, mình dạo quanh, kể cả không có khách Thiên Định cũng ra đi, cũng kể cả không đi quay phim, không chụp ảnh gì, nhưng mà Thiên Định cũng đi quay, cũng đi ra ngoài, Thiên Định đi lượn. Đấy, lượn thế này thế kia. Đấy. Rồi lượn hết góc này đến góc kia. Đấy. Đi hết đoạn này đến đoạn kia, hết khu này đến khu khác. Đấy, đi mà mình thấy nó đẹp lắm cô chú chị ạ. Khẳng định với cô chú chúng ta, tại vì rất nhiều cô chú anh chị chúng ta đôi khi người cô chú anh chị chúng ta chỉ xem trên video này thôi, nhưng mà đến thực tế thì nó đẹp mà nó cuốn hút lắm. Nói chung là Thiên Định thấy được là Vinhome Ocean Park đến thời điểm này nó tuyệt vời quá đi. Đấy, những cái hình ảnh này đúng là Thiên Định nghĩ là Thiên Định nằm mơ, Thiên Định cũng không bao giờ Thiên Định có thể làm và mua bán chuyển nhượng cũng như là làm trong một cái môi trường nó đẳng cấp nó tuyệt vời như này được, đúng không? Đúng là rất nhiều. Thiên Định biết là có rất nhiều bạn bè cũng như đồng nghiệp của Thiên Định cũng đã từng làm bất động sản với Thiên Định, nhưng mà họ cũng làm một thời gian rồi, họ nghĩ rồi, họ cũng làm được thế này thế kia rồi, họ nghĩ rồi, họ không tập trung rồi, họ không chuyên cần rồi, họ không không kiên trì ấy, thì làm chỉ được một thời gian thôi. Nhưng mà thực ra là Thiên Định phải đánh giá một điều rằng là đã làm bất động sản thì cái gì cũng phải có cái sự kiên trì, cái sự chăm chỉ, và đặc biệt là phải có cái sự uy tín ấy. Làm việc càng uy tín thì khách hàng đánh giá mình càng cao. Đấy, người ta thấy được là cái cách làm việc của mình nó hợp lý, nó uy tín thì khách hàng họ sẽ tin tưởng và người ta sẽ mua bán với mình rất là nhiều sản phẩm. Thì lúc đó dần dần thì chúng ta cũng sẽ thành công. Thì thứ nhất là mình phải tâm huyết nữa, cái sản phẩm mình tư vấn mình phải tâm huyết. Nó có đẹp thì mình tư vấn đẹp, mà nó có xấu thì mình tư vấn xấu, đúng không ạ? Nó có như thế nào thì mình phải tư vấn chuẩn xác như vậy. Cái quan điểm làm việc của Thiên Định là như vậy cô chú chị. Cái gì nó phải phải có cái tâm và cái tín ở trong cái công việc của mình thì nó mới thành công được. Đấy. Và Thiên Định lúc nào cũng cứ chăm chăm ra dự án mà đi quay phim, đi giới thiệu rồi cô chị ạ. Tại vì nó là ngấm vào máu rồi. Bây giờ mà không đi ra dự án thì không chịu được luôn. Ở nhà bây giờ chả làm gì cả. Ví dụ như bây giờ ok, cũng nhắn tin với khách rồi, cũng gọi điện rồi, cũng trò chuyện, nhưng mà hết thời gian thì cũng gọi là chả làm gì. Nói chung là đúng là thời gian này không khác gì nghỉ Tết.
nhà Thiên Định cũng làm sao cố gắng đi ra dự án, quay phim, chụp ảnh, giới thiệu tới những cô chú anh chị, rồi làm sao để cho cái kênh YouTube của mình nó được mọi người đăng ký cũng như được mọi người quan tâm. Rồi từ đấy thì cố gắng thì hết dịch thì lại tập trung rồi mua bán rồi giới thiệu để làm sao đấy còn phát triển mình, rồi phát triển anh em bạn bè, rồi phát triển công ty của anh chị đấy. Thì Thiên Định cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị đã theo dõi video cũng như là đăng ký kênh cũng như là ủng hộ cũng như theo dõi kênh YouTube của Thiên Định thời gian vừa qua đấy. Thì có cái gì mà không hay hay là cần đóng góp ý kiến gì thì rất mong quý vị chúng ta cho Thiên Định một cái lời khuyên, hoặc là có quan tâm gì thì quý vị chúng ta cứ comment vào video giúp Thiên Định nhá. Đấy, thì Thiên Định cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video. Thì bây giờ Thiên Định sẽ sang đảo lớn. Vừa rồi là Thiên Định vừa đi đảo bé xong rồi. Thì bây giờ Thiên Định sẽ lượn một vòng đảo lớn nhá. Đảo lớn bắt đầu là Ngọc Trai 08 này quý chị này. Đấy, đi qua Ngọc Trai 08 thì bên trái của chúng ta là Ngọc Trai 09. Ngọc Trai 09 thì bên đảo lớn này nó khác bên đảo bé một cái là nó có thêm cái bể bơi bốn mùa, bể bơi máy kính đây, rất là đẳng cấp luôn. Đấy, đây là Ngọc Trai 9 này, Ngọc Trai 9 thì view thẳng vườn hoa này. Trong Ngọc Trai thì đúng là sống trong cái môi trường trong Ngọc Trai thì nó sẽ là giống như chúng ta đi qua đấy, vừa rồi là chúng ta đi qua chốt barrier đấy, mà chúng ta không có thẻ cư dân hoặc là chúng ta không quen biết bảo vệ, hoặc là chúng ta không phải là kiểu như là một cái người khách lạ ấy thì chúng ta không thể vào được. Đấy, ví dụ như Thiên Định là Thiên Định ở ở đây dự án này thì mọi người cũng như là các anh bảo vệ, các anh biết Thiên Định ở đây rồi. Đấy, cho nên là các anh biết xe Thiên Định là đi qua đi lại là các anh ấy hỗ trợ cho đi qua. Chứ thực ra là hầu như mà những người khách lạ thì chắc chắn là không qua được của chị ạ. Qua là sẽ bị hỏi ngay, và nếu như phải là cư dân thì mới được đi vào, còn không thì cũng phải được sự đồng ý hoặc là cái sự bảo lãnh của cư dân bên trong thì chúng ta mới vào được khu Ngọc Trai. Ở đây có một cái dãy Ngọc Trai 22 này đang quay tôn chưa làm gì. Đấy, trước đây là quy hoạch là trường mầm non cũng chưa xây dựng này. Các cái can thi công tại đảo Ngọc Trai thì bây giờ cũng đang dừng hết rồi quý anh chị nhá. Đấy, nhưng Ngọc Trai 11 này thì bây giờ đấy cả dãy này thi công rất là nhiều thì bây giờ cũng đã dừng hết rồi, hầu như là coi như là đã tạm dừng thi công rồi. Bên phải của chúng ta là sân tennis, sân cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, đấy, bóng bàn, rồi đây là khu vui chơi dành cho trẻ em. Ngoài cụm bên tay phải đây thì chúng ta rẽ trái này là có thêm một cái cụm vườn hoa trung tâm bên này còn lớn hơn nữa. Đấy, bên này là có sân bóng rổ này, bóng chuyền này, cầu lông này, bóng bàn này. Đấy, phía sau đây là có Ngọc Trai 19, đối diện Ngọc Trai 19 còn có khu vườn nướng BBQ này, hai cụm vườn nướng này. Đấy, trong đảo Ngọc Trai, đảo lớn thì Thiên Định đánh giá là tiện ích của nó đầy đủ nhất trong tất cả các phân khu của anh chị nhé. Đấy, kể cả như san hô hay sao biển hay hải âu thì về cái tiện ích cũng không thể bằng so với Ngọc Trai đảo lớn được. Ngọc Trai đảo lớn là Thiên Định đánh giá là nó tuyệt vời và đẳng cấp nhất nha quý vị nhé. Đây, ví dụ chúng ta rẽ trái ra đây thì dọc những cái con sông ở đây ấy, thì nó gồm có những cái cụm vườn nướng BBQ tại Ngọc Trai, tại phân khu Ngọc Trai đảo lớn. Đấy, thì nó đây, ví dụ như ở đây có cụm vườn nướng ở đây này, đối diện là bên trái của chúng ta là Ngọc Trai 19 này, bên phải của chúng ta thì cụm vườn nướng này, rồi còn vòi phun nước này, có những cái chòi này. Đấy, rất là đẹp luôn nha quý chị nhá. Thiên Định thì mua bán chuyển nhượng làm cái dự án Vinomotion Park từ cái thời điểm còn đang làm móng cơ. Có những video nếu có như chúng ta có thể là quay lại xem những cái thời điểm cách đây tầm khoảng 2-3 năm gì đấy, thì những cái video đầu tiên của Thiên Định làm về cái dự án này cái lúc đấy còn đang quay ở cái lúc còn đang làm móng, còn san móng ở khu Hải Âu 1 này, rồi khu san hô ở Thiên Định còn đứng, Thiên Định quay cái lúc còn đang làm biển hồ còn chưa có gì cơ. Đấy, còn đến thời điểm này là cũng trải qua là cũng hơn 3 năm rồi, thì thấy là không gian cảnh quan tại
tại tại tại Vinhome Ocean Park là ngày càng đổi khác. Thì mình thấy cảm nhận mình làm ở dự án này mình thấy nó đổi khác, và thấy mọi người cũng quan tâm và giá cả rồi giá trị bất động sản nó cũng tăng lên nhiều, cảm nhận Thiên Định cũng rất là vui con chị ạ. Đấy. Và Thiên Định cũng luôn luôn làm sao để tư vấn cũng như là chia sẻ những cái ý kiến mà Thiên Định cảm nhận như nó là đúng. Đấy. Ở đây cái những cái ý kiến đây là những cái ý kiến cá nhân của Thiên Định thôi. Nhưng mà Thiên Định thấy nó đúng, nó hợp lý thì Thiên Định sẽ chia sẻ cũng như giới thiệu cho mọi người, cũng như là tư vấn cho cô chú chúng ta. Còn cái sự lựa chọn hay là cái sự quyết định thì đều dựa vào cái quyết định của cô chú chị hết. Đấy. Thì rất nhiều cô chú chúng ta cũng qua cái thời gian thì Thiên Định tư vấn thì cũng có một số thành công nhất định khi đầu tư vào bất động sản Vinhome Ocean Park. Đấy, thì Thiên Định cũng rất là vui, tại vì mình thấy là mình cũng đóng góp công sức giúp cho những cái cô chú ấy có một cái phần lợi nhuận. Đấy, thì hầu như là từ từ những cái bước đà như vậy thì bây giờ rất nhiều cô chú chúng ta cũng đặt hàng rồi cũng tư vấn rồi cũng hỏi ý kiến định về một số cái dự án mới như Vinhome Dream City Hưng Yên hay là Vinhome Cổ Loa thì có nên đầu tư hay không và đầu tư như thế nào. Thì tất cả những cái yếu tố đấy Thiên Định đều phân tích hết cho những cô chú anh chị chúng ta nếu có nhu cầu đầu tư cũng như là mua bán một số các sản phẩm đấy. Thì trong thời gian tới thì nếu như có bất kỳ thông tin về về một số dự án mới như Vinhome Dream City Hưng Yên về hay Vinhome Cổ Loa thì Thiên Định đều sẽ là làm sao để phân tích cũng như chia sẻ giới thiệu cho toàn thể anh chị chúng ta được biết nha. Và Thiên Định tin chắc rằng là Vinhome Dream City Hưng Yên thì chắc chắn trong năm nay thì chưa chắc là ra được luôn đâu quý anh chị nhá. Tại vì nó còn ảnh hưởng về dịch. Bây giờ nếu như không ảnh hưởng về dịch thì khả năng có thể là tháng 10 hoặc tháng 11 có thể ra hàng. Nhưng bây giờ là ảnh hưởng dịch như này thì không dám chắc, không dám nói bất kỳ điều gì cả. Tại vì sao là đây là cái yếu tố khách quan rồi cô chị ạ. Đấy, nếu như tình hình dịch bệnh nó càng ngày càng căng thẳng lên thì chắc chắn chủ đầu tư cũng không bao giờ có thể ra hàng được, đúng không ạ? Còn rất nhiều yếu tố về pháp lý rồi về về mua bán rồi về kiểu như là về hàng hóa thế này kia, rất nhiều các yếu tố của anh chị nhá, chứ không đơn giản bảo ra là ra được mà nó phải phụ thuộc vào nhiều các yếu tố khác nữa. Đấy. Còn Vinhome Cổ Loa chắc chắn là chưa ra được, còn Vinhome Dream City Hưng Yên thì cô chú chúng ta cũng chờ thông tin thôi nhá cô chú chị nhá. Cho nên Thiên Định ít khi đưa thông tin về các dự án mới đó, tại vì phải có Thiên Định mới đưa, mà phải chắc chắn thông tin Thiên Định mới đưa. Còn Thiên Định không bao giờ đưa những cái thông tin nó mập mờ nào là rất nhiều các cái đơn vị còn quảng cáo truyền thông nào là phải ra hàng rồi đặt thiện chí, tất cả những cái thông tin nếu đấy đều là không có của anh chị nhá. Ai mà bảo bây giờ mà đặt thiện chí với cả là thế này thế kia là chắc chắn là các cái đơn vị làm rất là bừa luôn, không 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 chưa đến mức chúng ta phải đặt thiện chí đâu anh chị ạ. Tại vì thực ra bây giờ chưa có thông tin gì cả, bây giờ kể cả là tất cả những cái thông tin mà mua bán ra hàng thì Thiên Định đều nắm rất là chắc. Cho nên nếu có cái thông tin gì đấy mà ra hàng hay là như nào đấy thì, hoặc là cô chú anh chị nếu trước khi mà đặt thiện chí hay như nào ấy cần hỏi ý kiến gì đấy thì cô chú chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định có thể tư vấn được cho cô chị luôn. Đấy. Đây. Đây là Thiên Định đang đi dọc xung quanh dự án. Rất là đẹp luôn cô chị ạ. Đã Ngọc Trai thì những cái căn góc như ven hồ như này thì bây giờ cũng toàn 50 60 tỷ cô chú chị ạ. Giá rất là cao. Thì ví dụ dòng rẻ nhất trong 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 Đảo Ngọc Trai đó là dòng liền kề. Dòng liền kề thì có loại liền kề 66 m, dòng liền kề 70,8 m thì cũng rơi tầm khoảng là 9 tỷ rưỡi đến 10 tỷ, 10 tỷ 11 tỷ. Còn nếu như dòng song lập thì bây giờ cũng loanh quanh tầm rẻ nhất với tầm 22 tỷ luôn chị nhá. Đấy, còn đơn lập thì hiện tại rẻ nhất cũng hơi rơi tầm khoảng 40 tỷ nha. Đơn lập 297 m, 288 m. Thì nếu cô chúng ta quan tâm với dòng sản phẩm biệt thự tại phân khu Đảo Ngọc Trai, cả Ngọc Trai lớn, Ngọc Trai bé thì có thể là liên hệ trực tiếp hoặc là inbox qua Zalo hoặc Viber cho Thiên Định nha. Nếu có quý vị nào chúng ta ở nước ngoài thì chúng ta có thể liên hệ qua Zalo. Số điện thoại Thiên Định sẽ để trên màn hình luôn. Số này là số chính của Thiên Định luôn. Thì Thiên Định vì những video sau thì Thiên Định cũng sẽ giới thiệu các cái phân khu khác hoặc là Thiên Định sẽ quay chi tiết các cái sản phẩm tại phân khu Đảo Ngọc Trai. Thì cô chú chúng ta hãy nhớ ấn nút đăng ký và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha cô chị nha. Ok, Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý chị chúng ta ở những video tiếp theo nha. Thiên Định xin chào.